Hello, xin chào các nghệ sĩ. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương mục ra mắt, giới thiệu các sản phẩm mới của Văn Hóa Điếu Cày. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn cách hút điếu cày chiêu lưu khi ở các quán cà phê, những nơi công cộng, những nơi mà cần cái sự vệ sinh cao. Thì các bạn có thể thấy trên tay tôi đây là điếu cày chiêu lưu. Điếu cày chiêu lưu có một đặc điểm đó là không bị đổ nước ra ngoài các bạn ạ. Ở bên miệng thì chúng tôi đã thiết kế cái vị trí để thuốc lào đấy. Đây là thuốc lào và đây là cái muỗng hút thuốc rất là sạch sẽ. Tôi sẽ thử hút cho các bạn bây giờ nhé. Tôi sẽ dùng thuốc lào bằng da. Tôi về một đi nhiều hay ít là do khả năng hút của từng người các bạn nhé. Tôi sẽ bỏ cái bi thuốc vào cái muỗng này. Đúng không? Tôi sẽ cắm vào đây. Rất may là tôi ngồi sau tôi có cái tựa lưng. Xin lỗi các bạn là khả năng hút của tôi cũng có giới hạn, cho nên là khá là phê các bạn. Sau khi các bạn hút xong nhé, thì tất cả các tàn thuốc nó sẽ nằm ở trên cái muỗng này. Đây, tôi chỉ được lấy cái muỗng này ra. Còn lại những cái bẩn nào, tàn nào còn sót lại thì các bạn dùng cái đuôi muỗng các bạn gạt nó ra. Đúng không ạ? Tất cả những cái bẩn là nó sẽ nằm ở đây. Đúng không? Và các bạn gạt cái bẩn này vào tàn thuốc lá như thường. Tôi sẽ để gạt lại. Thì các bạn thấy không? Cái điếu của ta vẫn đang rất là sạch. Không còn một, vẫn không còn nước ra đúng không ạ? Em có thấy sạch không? Điếu cày chiêu lưu rất thích hợp cho các bạn di chuyển xa, để xe ô tô, đi công tác, đến những nơi công cộng và sử dụng rất là sạch sẽ và gìn giữ vệ sinh chung. Hay là một nghệ sĩ trách nhiệm các bạn nhé. Rất vui các bạn lúc nào ủng hộ các sản phẩm của Văn Hóa Điếu Cày. Hiện tại thì sản phẩm này đã được ra mắt. Tuy nhiên thì bày bán ở tại thị trường Việt Nam thì sẽ trong thời gian các bạn đợi thêm ít thời gian nữa. Vì các đơn hàng chúng tôi đang thực hiện cho các đối tác ngoài nước. Thì sắp tới chúng tôi sẽ ra mắt tại trường Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình khác.